Nhưng hôm nay sẽ đưa lên một con thổ khoa một cục tốt tiếng. Con này là bối đã nói bắt mới một con thôi. Con này thì được chơi rất hay, thúc có dặm một dặm hai đô gu. Con này thì nó rút chim tốc độ liếng đủ nước. Con này thì chuyến đầu tiên đi tập là đã bắt chim liền. Giờ mình sẽ quay lên cho anh em xem. Con này thì cứng gu, đi thì nói chung cũng chưa được liền lắm, nhưng mà nói chung sau với mình vậy là vừa bán em đi gần gần là chơi tốt rồi. Vì lý do đây mình đi tập ở núi nhiều rồi thì nó đã nhiễm rồi. Còn những trường hợp mình gửi xe đi xe thì cá thớ nó bị vừa bốc sắp sinh một xíu thì không sao hết, nuôi lại là nó lại thôi, chứ không phải là những con môi thần. Đây là đầu mặt của nó. Con này thì tiếng to, rút chim là tốc độ. Con này thì mình đã bắt bối lên về nuôi tới nay cũng đã được 2 năm rồi. Đó, giờ mình đã bắt được một con rồi, thì tính một con thì cũng chưa có gọi là mồi đâu nha anh em, chỉ gọi là mồi lỡ hay bôi lỡ thôi. Nhưng mà để chững chạc và đi thân rồi, không có dĩ gì hết. Rồi con này thì nó đóng một cái miệng rất là đẹp nha anh em, móng thắng như cái lẹm vậy á. Đây như cái đinh vậy nha anh em, thẳng đuốc thôi, tiếng nó rất là tốt. Mắt thì lúc nó còn tròn lên vậy á. Bộ cườm là đóng một dàn cườm lửa kiêng dưới chân điều. Thù thì bo chắc không mớp cánh, chân là hai bên là dễ điều. Mình xách nó lên mình quay vậy cho nó bị khuất nó mình quay thì mấy mình hôm nay cho nó không được rồi. Sắc lông đẹp, cườm là dàn cườm lửa là dàn cườm vuông, đóng yếm xuống ngọt hết.
cái con này thì nó cũng hơi sợ cái máy, để mình cố gắng sẽ quay kỹ cho anh em xem. Nói chung con này thì nó thấy chim thạc vờ thì anh em nghe là mơ thôi nha anh em. À, thúc dầm 1, dầm 2 nối nhau luôn, rất là nhanh. Về đổ gù, vèo gần rồi thì thúc gù rất là mạnh. Tiếng nó thì thôi nghe là quàng núi nha nè. Sợ lòng nó gù một hơi nó chả niệm nghe hơi cái tiếng gù nó nè. Lông rất là đẹp. Con này thì tầm xe đã rước vô rất là ác nha nè. Tiếng không nghe là cũng mơ rồi. Nó nhồi chim thì nghe thì mơ thôi nha nè. Nói chung cái tiếng nó cái rước nó đéo giọng rất là hay. Tuy nó là bôi lỡ lên nhưng mà là để que chạm cũng nhiều rồi nhưng mà nó lại chưa có bắt được. Thì hôm bữa có bắt một con thì nói chung là vào trong nó gù thì không có suy nghĩ nha anh em. Còn lúc trước đi tập thì cái lúc nó cũng sập sình, cái lúc nó quèo nó ức nó gù hoài hơi thôi rồi nó cũng không có bắt được. Nhưng mà sau này bắt được là gù, nó gù là chỉ nghe là mơ thôi, không có phải lo cái dàn trong nó nữa. Rồi còn mồi thì mình sẽ nói vậy thôi, còn có gì thì anh em có hỏi thì mình sẽ nói qua điện thoại kỹ hơn. Chào tất cả những anh em nào đang xem con mồi lỡ này của mình nha. Em xem kỹ lại không có chào nè.